Chúng ta theo Phật giáo hảo theo thầy rồi thì đấy điều thứ tám tóm tắt phải thương yêu lẫn nhau như con một cha dìu dắt lẫn nhau nhiều đạo đức nó giữ trọn lành trọn sáng về cõi tây phương an dưỡng học đạo hoàn toàn cho chúng sanh. Chúng ta đây là trở lại cứ chúng sanh là chúng ta tu được hưởng là ba sân thượng 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 trung thượng hạ, tại vì nguyện con về cực lạc con học đạo rồi con theo thầy được chúng sanh là trong ba phần thượng, tức là giờ nở liền hoặc là một đêm nở hoặc ngàn đêm nở. Cao nhất là nở liền, bậc kế đấy là một đêm nở, còn bậc thứ ba là một ngày đêm nở. Mình nói mà để kêu quá lâu đó, nhưng mà chúng ta theo thầy thì nó mau vậy đó. Mau vậy đó. Điều thứ tám tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lắng nghe đường đạo đức, nay giữ trọn lành trọn sáng. Trọn lành sáng là gì? Vì tám điều răn cấm với thầy, thầy giữ tám điều răn cấm mà chúng ta phải giữ. Thứ nhất ăn uống rượu cờ bạc áo hiểm chơi bời đặng ý mà giữ cho lòng lưng lý tam ngã thường là tướng nó giữ tám điều đặng cấm. Thì lâm chung được Phật trước thì cực lạc là chúng nó học đạo hoàn toàn, nó về qua sen trong vòng nó nhanh nhất là nở liền, cái đó là một đêm nở, cái đó là một ngày đêm nở, nhưng mà khi nở ra rồi thì Phật thiếu hết rồi nghe mình tu thời gian đắc đạo xong mới trở đi rồi. Rồi tóm lại là giảng sanh cũng dễ vậy thôi chứ không phải là khó, nương thần lực của Phật mà chúng ta về. Cho nên nó thầy ước trong họ như mình có cắm đồng bãi vậy cứ làm một đoàn cầu cho về trái gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ắt lên, liên là sen đài là chỗ ngồi, liên đài ắt lên là chúng ta chắc chắn được lên tòa sen mà đức thầy bảo biểu chúng ta phải rủ nhau niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trong buổi chiều hôm nay Thành Hậu xin kính chúc toàn thể quý vị một ngày được thân tâm thường an lạc. Lâm tháng chạp, Thành Hậu có đến một cái nơi có một vị tu sĩ tu với một cái trình độ rất là khả quan về tịnh độ. Hôm nay Thành Hậu đến thăm một vị chú tư. Chú ở một mình và không có gia đình. Từ xưa đến nay chú là tu sĩ. Hôm nay Thành Hậu đến thăm và hỗ trợ cho chú về phần tịnh tài để chú yên tâm về con đường tu học. Vậy thì Thành Hậu mời toàn thể cô bác và quý vị sẽ đi vào bên trong. Trước là thăm viếng qua chú và thứ hai là sẽ hỏi chú vài điều chương trình đạo đức. Chú sẽ hướng dẫn về chương trình niệm Phật, tại vì đối với cái pháp môn niệm Phật chú đã thọ trì rất lâu, và chú hiện nay thì chú đang bệnh, thì nhưng mà chú vẫn luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới câu lục tự, tại lục tự trì tâm là phương thuốc, cho nên luôn luôn lúc nào chú cũng niệm Phật. Hôm nay Thành Hậu đến nhà của chú, đây là cái am trại của chú, chú sống chỉ có một mình, với một mái trại rất là đơn sơ. Thành Hậu sẽ đến để hỗ trợ cho chú, để chú yên tâm về niệm Phật. Tại chú thì hôm nay là thất thập cổ lai hy rồi, chú cũng lớn tuổi rồi, cũng không làm được gì, chỉ có chương trình niệm Phật. Đức Thầy cho biết là câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Vậy mời quý vị mình sẽ nghe qua chú sẽ thuyết về tịnh độ, tu như thế nào cho kịp trong cái thời kỳ hạ quân mộc pháp này, sự biến chuyển của cuộc đời tam quân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chú Tư, hôm nay con đến đây để trước là thăm chú, sau đó cũng nhờ chú trợ duyên pháp cho con cùng toàn thể chư quý vị. Thì chú Tư sống một cái cuộc đời độc thân. Thêm là thì chú đặc biệt là chú niệm Phật rất nhiều. Vậy thì con hôm nay đến đây thì nhờ chú Tư chia sẻ về cái lợi ích của sự niệm Phật, tu như thế nào, mình niệm như thế nào để cho kịp cái thời kỳ sau này ở chú Tư. Dạ, nhờ chú Tư quan hỷ giải thích giùm cho con. Dạ, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta tu đây là tu theo thầy. Thầy cái đó
môn lòng thương chúng thiết phương tịnh độ đặng dắt nhiều tất cả chúng sanh. Dạ. Nếu ngài cố chi làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, nếu mình cố mình làm lành, rồi lo niệm Phật thì cầu về cực lạc. Thầy xác định là cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên, dầu phàm, dầu ma quỷ, dầu súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành thì được cứu cánh về an dưỡng. Mà thầy cũng đã chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thông mây đồ với cô luân hồi, thầy xác định là duyên kiếp cậu là giải thoát thôi. Cái điều giải thích kỹ ra đức thầy nói là nếu ai cố chí làm lành, làm lành là gì, tức là gì lỡ cho đời cứ làm. Nhưng mà trường hợp mà mình không có năng lực mà giúp đời được thì giữ cái tâm mình không bao giờ tính ác, cái gì về hại thiên hạ là mình không làm. Tâm mình trong sạch như lành rồi đó. Thì nó mơ gì đâu bất niệm mơ như vậy thôi là chúng ta lâm chung về cực lạc đó. Thế tôi gọn vậy đó. Không tính giả là lành rồi là tốt rồi. Dùng cái tâm đó mà niệm nó mơ gì đâu bất, nó mơ gì đâu bất. Đức Phật A Di Đà ngày thệ nguyện ngày nói: nếu tôi thành Phật thập phương chúng sanh chí tâm tin ưa muốn về nước tôi, xưng danh hiệu tôi, nhận đến 10 niệm mà không giảng sanh đó, tôi thề không nhận lấy quả chánh giác. Chỉ trừ những người phạm tội ngũ nghịch trước khi Phật pháp, chỉ trừ người phạm ngũ nghịch là năm tuần nghịch là giết cha, giết mẹ, giết la hán, làm chân Phật ra máu, phá hòa tăng chứng, khi về Phật pháp là trừ ra. Còn mấy tội khác cỡ nào sứ sạn đọa đều Phật cũng rước luôn. Vì thế cho nên thầy nói ma quỷ súc sanh cũng được về là vậy, trừ những người phạm tội ngũ nghịch thôi. Với chê bài Phật pháp mà thì, nếu mình chê Phật pháp rồi đâu chịu niệm nữa, đây đó là không được về. Còn mấy tội khác là sứ sạn đọa đều cũng rước luôn, rước luôn đó. Vậy đó cho nên là giữ tiêu chuẩn là cố làm lành, tức là không nghĩ việc ác, rồi chuyên niệm Phật là một dạng người tu, là dạng người về. Nếu chúng sanh niệm Phật mà làm lành nguyện giảng sanh mà lâm chung không được tại nguyện về cực lạc, ngài thề không nhận lấy quả Phật. Mà hôm nay Đức A Di Đà đã thành Phật rồi, tức là năng lực ngài đủ sức để mà cứu độ mình rồi, thì chỉ cần niệm nó gì đâu Phật, Phật độ con mãn cái này con về cực lạc, lâm chung được về. Tức là tính là chúng ta tin chắc về là tính, cái nhất tâm tính là tin về là tin. Còn nguyện là gì? Nguyện là nó mơ gì đâu, xin Phật cho con mãn cái này con về cực lạc. Sống thì con lo tu, con thác con về cực lạc là nguyện. Còn hạnh là gì? Hạnh là phụng hành. Phụng hành là Đức Phật biểu mệ niệm danh hiệu của ngài, niệm danh hiệu của ngài để cầu ngài cứu độ là phụng hành rồi đó. Chứ khỏi phải lên trời xuống đất, xuống biển mò kim nữa, đắp bắt cá này kia, không có được, không kể đó. Bởi vì Đức Phật có thể ngài tu triệu tại vĩnh kiếp, vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, có bây giờ cũng có được cho chúng sinh hết. Nếu ai niệm nó mơ ai gì Phật danh hiệu ngài là hưởng được công đức ngài đang về. Tóm lại chúng ta là giải thoát được là nhờ nương cái sự thần lực của Phật mà về, cho nên người nào cũng về được. Mình tu mà mình lấy công đức của mình, công đức tu vô lượng kiếp của mình để mà giải thoát thì nó khó. Còn tu là con đi xin nương cái sự thệ nguyện của Phật mà xin Phật độ con sống này, con tu mà con thác về cực lạc, vậy nương thần lực của Phật, cho nên một dạng người tu là dạng người về không sót ngày nào. Mà Đức Thầy cũng xác định rồi, tiên phàm ma quỷ súc sanh cũng như vậy luôn. Vậy lợi phó môn chạy thoát rất là dễ. Chỉ nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Kém nhất chư tổ nói, tổ thiền đạo hòa thượng là ai thật quá thân ở bên Tàu đó, ngài nói rằng cái muốn về cực lạc kém nhất là một niệm ba niệm trong giờ lâm chung, còn nhiều nhất là suốt đời. Cho nên một niệm hai niệm ba niệm này giúp giờ lâm chung mình về là giờ lâm chung, còn mình giờ chưa chết, còn suốt đây thì cứ đi quay, nếu quay quay đến lâm chung như vậy thì thượng phẩm. Cực lạc chính phẩm sen, cho nên giảng kinh nên là cửu phẩm liên qua di phù mẫu qua khai ký Phật ngộ vô sanh. Cửu phẩm là chính phẩm sen, ở cực lạc chính phẩm sen, di phù mẫu là cha mẹ mình, tức là khi về cực lạc là Phật để lên hồn lửa trung sen á, khi nở ra là hồn sen là cha mẹ mình nở ra hồn sen. Cửu phẩm liên qua di phù mẫu, di là cha mẹ mình, di là làm cha mẹ là cực lạc một trần nở mình ra. Mà chính phẩm sen, cửu phẩm liên quan là chính phẩm sen, do chính phẩm sen với ba bậc thượng là dành cho người có chí độ đời, ba bậc trung là nhận được phước báo, ba bậc hạ là có người gây tội sửa sạm đọa địa ngục. Nhưng mà lâm chung nhớ danh hiệu Phật, tin tưởng Phật, nam mô A Di Đà Phật, xin vào rước Phật dẫn rước. Cho nên người nào cũng vậy, là cho nó chính phẩm lận. Cho nên chúng ta biết nhiều khi anh em một đoạn chúng ta giải thích rất khó khăn là phải tu cỡ nào phải niệm Phật nhất tâm rồi tu kiểu đó rồi. Người ta còn nhất tâm không nổi, ông nhà sư còn nhất tâm không nổi,
nói chi mà phàm phu ma quỷ địa ngục súc sanh sao giờ được đó. Tại vì rất hết chúng sanh là phải kiểu đó. Ai về Phật thầy chính bậc thầy rước chúng ta nha. Nếu chúng ta mà có công tu nhiều thì lên thượng phẩm, rồi chúng ta cũng đứng tu ít thì tu trung phẩm, mà có tội sẽ soạn đoạn địa ngục ngành niệm danh hiệu tin tưởng là nguyện của Phật, nói xin giảng thực là Phật dương đốt. Vậy ra người nào cũng được vậy. Vậy nên chư tổ ngày nay là kém nhất là 1 tiếng, 3 tiếng, 10 tiếng, còn nhiều nhất là suốt đời. Nó mơ gì đâu của ẩn, chưa mở Phật cái niệm hoài. Tại vì mình chưa mở Phật ở đây nó làm gì, họ không điểm ổn sao. Thì Phật cho nhiều nhiều pháp duyên cẩn cao chứ. Nghe vậy nè, chưa mở Phật cái niệm hoài. Cho con hỏi điều như thế này, ta con cũng hoang mang. Là nếu mình cái linh hồn mình nhập vô cái thai sen, vậy là mình nằm giống như bào thai của mẹ mình hay là cách sao? Nó co vậy hả? Đức Phật mình nói là khi nhập bông sen là mình tự tại như thường, mình ngồi bình thường, ngồi bắn giặc kiết dài ngồi bình thường, cũng bự như thường vậy đó. Nhưng mà bông sen nó chờ cái ngày mà nó nở ra mình mới thấy Phật, rồi mới nghe Phật thuyết pháp được. Còn trong thời gian đó là ngồi trong đó, nếu trong kinh Đức Phật nói luôn nghe, trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói người ở trong bông sen lắm vui hơn cõi trời. Đó, sự mà thấy nghe hiểu biết ứng dụng này kia vui hơn cõi trời, hạnh phúc hơn cõi trời. Mình đi tới luôn được không hay là mình cũng có nằm chỗ ngồi co quắp gì hoài chú? Thì trong kinh nói là bông sen nó chia thành ngày đêm. Nếu mà ban ngày thì chúng ta có thể hiện thân ra đây mà trong đó không hiện thân trong cái khi mà mình ngồi ở trong bông sen thì cũng như là nhập thất vậy thôi. Nhập thất cho nhưng mà cảnh an vui muốn cái gì hiện cái đấy. Muốn nhà muốn cửa muốn ăn muốn uống muốn tự vì do tư tưởng mình muốn là hiện ra tự tại vô ngại nó vui hơn cả trời nữa. Bông sen như vậy có điều là bông sen chưa nở thì không được gặp Phật, không được nghe pháp, không chưa tiến tu được. Vậy đó, khá như vậy thôi. Hình như mình có trong đó cũng có nghe pháp không chú? Thí dụ mình ngồi vậy mình cũng có nghe pháp mà phải không? Đây là chưa. Chưa nghe. Đó là bụng sen nở rồi mới nghe Phật pháp được. Dạ. Nhưng mà cái sự an vui hơn cõi trời. Dạ. Đó là Phật nói à, an vui hơn cõi trời. Nhưng đều không được gặp, không Phật gặp, không Phật Phật, không hiện được pháp, chưa biết cách tu. Phải đợi thời gian bụng sen nở. Qua sen nở trong kinh nó bực qua thượng phẩm là về thành nở liền, khi nở liền gặp Phật lại Phật đâu thiếu pháp thì đắc đạo liền, đủ sức bay vào mười phương độ trên liền, đó là thượng phẩm. Còn kế ra thì trung phẩm là một đêm nở, qua sen gì là một đêm sao nở. Khi nở ra rồi thì khi nở rồi một đêm sau là đắc đạo, một đêm sau là đắc đạo. Đạo còn cái bực mà kế đó hôm thứ ba đó là khi về Cực Lạc rồi 7 ngày đêm mới nở, khi nở ra rồi mới học đạo, rồi che đạo rồi từ từ đắc là ba bông sen thượng đó. Thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm đó là dành cho Bồ Tát. Còn ba phẩm trung thì những người tu tự lực, không có chí độ đời, thì quá sen nó bực cái cao nhất là khi về Cực Lạc rồi thì cũng từ từ nở. Khi nở ra rồi Đức Phật mới thuyết pháp cho nghe thì chứng quả A La Hán chứ chưa hàm Bồ Tát, chỉ là Bồ Tát mới chứng A La Hán. Rồi bực kế nữa là khi về Cực Lạc rồi là 7 ngày nở, nhưng mà 21 ngày mới thấy Phật rõ ràng, chứ thôi chưa rõ ràng, chưa thấy cái mờ mờ ra khoảng 21 ngày, tức là 3 lần 7 là 21 ngày mới thấy rõ ràng, rồi nghe Phật thuyết pháp, rồi mới tu, rồi đắc đạo. Thì tính ra cái bực mà cái này là 2 lần 3 lần 7 ngày là 21 ngày. Còn bực mà cái bực thứ ba là hạ phẩm, bực trung hạ phẩm đó em, hạ bực trung đó, thì người này là cái phương pháp tu là cái bực hạ, mà thượng hạ là cũng ăn chay cũng tu hành cũng bình thường. Còn cái bực trung nha là tu bát quan trai giới một ngày một đêm. Là cái về Cực Lạc là nguyện giáng sanh á, thì lâm chung là 3 ngày
khi đi lâm chung thì bảy ba là 21, 7 ngày nở như 21 ngày mới sáng sủa. Rồi bực mà bực bữa sen thứ sáu á là người này là không biết tu hành nha, nhưng mà ăn ở theo nhân đức thế gian, cũng nuôi cha diễn mẹ làm việc làm tốt, nhưng mà hoàn toàn chưa biết chữ đức Phật, chưa. Rồi đến giờ lâm chung á, có người gì nhắc nhở khuyên niệm Phật thì người này đã có công đức nuôi cha dưỡng mẹ giúp đời đó. Yeah. Khi về cực lạc là 49 ngày nở. 49 ngày mới nở. Yeah. Tức là không bằng tu một không bằng tu một ngày, mà bắt hoàng trái giới một ngày, bắt hoàng trái ngày cao hơn. 49 ngày nở, rồi khi hoa sen nở ra rồi muốn tu đất đã là phải là một tiểu kiếp. Một tiểu kiếp mới đắc quả vô sinh nhẫn. Yeah. Tức là một tiểu kiếp là 16.786.000 năm mới đắc vô sinh nhẫn, mới đủ sức độ đời. Yeah. Còn ba bấm xe hạ chóng bẹt bẹt nhất á, thì người đó là gây nhiều tội ác nha. Gây nhiều tội ác dữ tợn, như lâm chung cái người đó khuyên niệm kẻ đó dâng lời chí tâm niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Tha Thiết thì Phật ai đà Phật quá thần, chúng ta không có không cái đại học nói là chánh thân Phật nghe là quá thần các bạn đứng trước. Yeah. Thì người đó về cực lạc là à tăng kỳ kiếp à, cái người đó là cũng nở cũng lâu, cũng phải 49 ngày như đó. Yeah. Khoảng 49 ngày mà khi mà nở ra thì cũng tu một tiểu kiếp mới đắc đạo được. Và mới đắc đạo rồi mới đủ sức độ đời. Còn cái sen kế nữa là những người tu hành cũng như là nhà sư Nico, những người biết chí tu hành rồi mà như phạm giới, tức là sát sanh đạo tặc làm tội lỗi này kia không kể, không sám hối ăn năn, tức là những người làm tội biết hối nói là sám hối lần khác, còn người này ta làm bậy hoài hoài không biết hối ăn năn. Bây giờ lâm chung cảnh này có hiện ra, cảnh này có hiện ra rồi, nhưng mà đó là gặp như ông sư khuyên ráng niệm Phật, ai gì là có thể ai niệm Phật nguyện về thì Phật điều rước hết. Ông ấy hồi ráng niệm Phật, còn không là đã đi ngục đó. Yeah. Ông đó bắt đầu ông sợ hãi, bắt đầu Nam Mô Di Đà, Nam Mô Di Đà Thiết, niệm 10 niệm thì ai gì là quá thân đứng rước. Người đó thì khi về cực lạc rồi thì ở bông sen, ở trong bông sen là tới 6 tiểu kiếp mới nở. Yeah. Tức là một tiểu kiếp là 16.786.000 năm, mà 6 lần cái tiểu kiếp đó mới qua sen mới nở ra thôi. Yeah. Mấy cái được xuống ngon xuống địa ngục, được không? Cái gây tội xuống địa ngục ngon hơn. Rồi được hạ phẩm là phẩm cái tội mà ngũ nghịch. Tới đây nó giết cha, giết mẹ, giết lan làm cho quật ra máu này kia, tội này cũng nặng lắm. Nhưng giờ lâm chung hối hận ăn năn, có bậc đến khuyên niệm Phật nguyện giảng sanh, ai được tỏ lòng tự vô lượng, ai chí tâm niệm Phật ngày trước thì người đó bắt đầu chí tâm niệm. Nó mô ai gì đâu Phật, nó mô cho tha thiết được. Chí tâm được 10 niệm thì Đức Phật quá thân thiện hơn được á. Khen lên. Nói là khi mà niệm Phật được 10 tiếng thì chưa, cái người đó đau đớn cùng cực rồi, cái người đó mê luôn. Trong cơn mơ, tức là mình chết chết mê, sư thảo đỏ được không? Mà niệm được 10 tiếng thì đuối quá rồi, trong cơn mơ. Thì trong cơn mơ, người đó thấy hoa sen trên vàng hiện trước mặt như ánh mặt trời đó. Yeah. Người đó nương bông sen đó về cực lạc. Chỉ gặp bông sen thôi. Cũng theo thôi. Mà yeah. Trong cơn mơ nữa. Yeah. Tức là không còn tỉnh nữa. Yeah. Mê rồi. Yeah. Nhưng mà nhờ hồi nãy nó mua gì vật, nó mua lại 10 tiếng rồi nó mới mê mà ngủ luôn đó. Yeah. Thì ở trong bông sen là mơ thấy Phật, thấy bông, thấy bông sen vàng hiện trước mặt người đó. Nó nương bông sen vậy thôi. Người đó là ở bông sen là 12 đại kiếp qua sen mới nở. Yeah. Nhưng mà cũng ngon hơn số đường hụt. Yeah. 12 đại kiếp. Để tôi nói luôn, hai đại kiếp ra là một tiểu kiếp là 16.786.000 năm, mà nhân 20 lần tiểu kiếp mới ra trung kiếp, rồi nhân 4 lần nữa mới ra đại kiếp, trong xong thời gian đó mà 12 đại kiếp đó qua sen mới nở ra. Nhưng mà Đức Phật nói mặt ở trong sen giờ lâu vậy đó, nhưng mà vui hơn cõi trời. Chỉ có điều là ở bông sen không được ra ngoài nghe pháp, thế Phật nghe pháp thôi. Ở trong đó để tu tập ha. À, cũng như nhập thất cái đó. Mà tới 12 đại kiếp. Cho nên tất cả chúng ta đều Phật giáo hảo thể thầy rồi thì đấy. Điều thứ 8 tôm tất phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau nhiều đạo đức. Nó giữ trọn lành trọn sáng về cõi Tây phương an dưỡng học đạo hoàn toàn trên chúng sanh. Chúng ta đây là trả lại cứu chúng sanh, là chúng ta tu được hưởng là 30 sân thượng.
thượng 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 trung thượng hạ, tại vì nguyện con về Cực Lạc con học đạo rồi con theo thầy được chúng nên là trong ba phần thượng, tức là giờ nở liền hoặc là một đêm nở, lọc ngàn đêm nở. Cao nhất là nở liền, bậc kế đấy là một đêm nở, còn bậc thứ ba là một ngày đêm nở. Nói mà để kêu quá lâu đó, nhưng mà chúng tôi theo thầy thì nó mau vậy đó. Mau vậy đó. Để thứ tám tôm chắc ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dịu dắt lắng nghe đường đạo đức, nay giữ trọn lành trọn sáng. Trọn lành sáng là gì? Gì tám điều răn cấm với thầy, thầy giữ tám điều răn cấm mà chúng ta giữ. Thứ nhất căn uống rượu cờ bạc áo hiện chơi bời đặng ý mà giữ cho lòng lưng lý tam ngã thường là chúng ta giữ tám điều răn cấm. Thì lâm chung được Phật trước thì Cực Lạc là chúng nó học đạo hoàn toàn. Nó về qua sen trong vòng nó nhanh nhất là nở liền, cái đó là một đêm nở, cái đó là một ngày đêm nở, nhưng mà khi nở ra rồi Đức Phật thuyết pháp cho mình nghe, mình tu thời gian đắc đạo xong mới trở đi rồi. Tóm lại là giảng sanh cũng dễ vậy thôi chứ không phải là khó, nương thần lực của Phật mà chúng ta về. Cho nên nó thầy ước trong họ như mình có cảnh đồng bãi vậy, cứ làm một đoàn cầu chơi về trai gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ắt lên. Liên là sen, đài là chỗ ngồi, liên đài ắt lên là chúng ta chắc chắn được lên tòa sen, mà Đức Thầy bảo biểu chúng ta phải rủ nhau niệm Phật. Thế mình niệm Phật hàng ngày, lỡ mình đi xe cộ mình chết, mình không nhớ niệm Phật mình về được Cực Lạc không chú? Tại vì trong khi nguyện Đức Phật nó có tính nguyện hành, tức là ngày đã tin Phật là mười niệm giáng sanh không vậy, ngày không làm Phật là tính nguyện là xin Phật đổi cho con mẵn cái này con về Cực Lạc nguyện rồi, cùng hoàn là do niệm nó muốn ai gì đâu Phật nha, nó muốn hay Phật lấy gai hàng ngày niệm phải lấy gai làm nguyện rồi có đủ tiêu chuẩn rồi. Thì chết giờ nào về Cực Lạc giờ đấy, cái người mà ta gây tội sẽ đọa địa ngục mà ta niệm Phật còn về, còn mình ăn chay niệm Phật là mình theo thầy, thầy có nguyện vô có tính rồi, có nguyện có hàng ngày có niệm Phật rồi, thì tâm chung giờ nào về Cực Lạc vậy này, huống chi mình hiểu có thâu an bình hàng ngày siêng niệm Phật nhớ niệm Phật thì nó quen rồi, thì linh hồn còn xuất ra vào buổi xe đụng xuất ra, nhưng cái hồn linh hồn quen niệm Phật nó cũng vẫn niệm à, thì nó phần rước về. Như nãy ông đó ông gây tội sẽ sạm đọa đi một đứa mà người ta thuyết pháp trên nói về nguyện nguyện là khoe đây, nếu ai niệm như niệm ngày 10 tiếng cũng được giảng sanh lạc, thì người bắt đầu niệm mô ai gì đâu Phật nó mô gì rồi cơn đau quá không mê luôn, nhưng mà trong ngơ Phật cũng rước lại cái tội, còn mình giờ mình không gây tội mình ăn chay mình cúng lại niệm Phật làm lành giúp đời nguyện giảng lạc sanh là mình có được cao hơn, thì đúng chung là như là niệm Phật là rước miếng bình và bình thường không bị xe đụng cái này kia mình không niệm được, nhưng mà thói quen mình khi xuất hồn khỏi xác mình vẫn kêu như mình nằm dưới bao mình trình hợp do mình bình thường mình không niệm Phật, nhưng mà bao mình thấy gì sợ mình cũng niệm nó mua gì đâu Phật nó mua giờ mình dừng mình thức dậy liền thì giờ đó là về đấy. Tức là tư tưởng niệm Phật mình vẫn nguyện niệm Phật, mặc dù có ngưng niệm lúc đó nhưng mà mình có quen niệm rồi đến này đó mình vẫn niệm, nhất là trong xưa khỏi xác linh hồn mình nó thấy cái này rùng rợn đau thương thê thảm tự nhiên mình phải niệm thôi. Còn nguyện lực của Phật là có tin rồi, có nguyện rồi, có niệm Phật rồi thì vẫn sanh không sót người nào, cho nên chư cơ trong kinh ấy thì tỏ nó buộc dặn người tu là dặn người về không sót người nào, nhưng chúng ta phải biết nghe tin chỗ là phải tin nguyện lực của Phật là mười niệm vẫn sanh, nguyện mãn cái này xin con về Cực Lạc dứt khoát vậy đó. Rồi hàng ngày cứ lo niệm Phật, quẩn thì niệm Phật nhiều ít, quẩn thì niệm Phật ít, có niệm là về hết. Nhưng mà bình thường chúng ta sửa sạc lắm chung cái nhiều tội ác là chúng ta niệm 3 niệm 10 niệm là 1 niệm. Còn chúng ta chưa mở phần còn sống 1 năm, 2 năm, 3 năm, 9, 10, 20 năm thì mới sống hoài thì cứ niệm hoài luôn. Cho giao duyên với Phật thì lâm chung phải gọi sẽ phải cao. Còn nói gì niệm Phật cho dễ được nhất tâm. Tối qua ngày nói bây giờ có phương pháp tu mặc dầu chúng ta chưa được nhất tâm hoàn toàn, nhưng mà chúng ta niệm thập niệm ký số là nhớ 10 câu. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nhớ được 10 câu. Rồi hết 10 câu này niệm 10 câu khác, hết 10 câu này niệm 10 câu khác. Thì trong khi mình cố mình niệm chí tâm nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Niệm 10 câu, trong khi 10 câu này đủ năng lực để cảm Phật, đủ năng lực cái gì Tây Phương rồi. Hà huống chi mình hết 10 câu này cái niệm 10 câu khác, hết 10 câu này 10 câu khác. Suốt một thời niệm Phật mình 20-30 phút vậy đó. Mình cứ niệm 10 câu niệm 20-30 phút vậy đó. Thì bao nhiêu cơ duyên cảm Phật biết như kể. Thì như vậy là quay sang cao rồi.
Hơn nữa trong khi mình chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho 10 câu 10 câu thì mình cố mình ghi nhớ được Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật 10 câu, thì trong khi mình cố nhớ rõ ràng thì không có thời gian mà nghĩ gì khác. Cái vọng tâm nó mặc dù nó chưa có hoàn toàn nhất nha, nhưng mà 10 câu đủ được giảng sanh, và đồng thời do nhớ 10 câu này thì 10 câu liên tục cái vọng tâm nó không có cơ hội mà nó quẩn được mà nghĩ gì khác được. Tại vì nghĩ niệm Phật là đâu có nhớ 10 câu được. Cái gài vô 10 câu là nó không quẩn cái gì khác được. Cái đây là phương pháp mà chưa được nhất tâm, nhưng mà tạo phương tiện cho mình được thành tựu, từ từ tiến lên nhất tâm. Có điều chư tổ ngài cũng giải, tổ Thiện Đạo Hòa Thượng ngài giải nhất tâm với tịnh độ này là chúng ta nhất tâm là nhất tâm tin Phật đó, rồi nhất tâm nguyện về Phật đó, rồi một lòng lo chuyên lên niệm Phật, vậy là chỉ cần nhất tâm niệm vậy thôi là được nhất tâm rồi, chứ không phải là nhất tâm là phải xuống đời niệm Nam Mô A quay quay phóng tâm cái là không kể, không phải vậy. Cái đó là tu thiền. Còn mình tu tịnh độ là mình chỉ tin Phật trọn vẹn, rồi nguyện quyết chí nguyện vậy rồi là nhất tâm, là chỉ con là con quyết chí là chuyên niệm Phật hoài, tức là không có tu pháp môn nào khác, không đổi pháp khác. Dạ, là một là cái là nhất tâm rồi đó. Dạ, đủ năng lực để về đó. Dạ, tức là mình chỉ có một lòng để nhớ Phật A Di Đà, không có tu pháp môn nào khác, gọi là nhất tâm. Vậy đó. Dạ, trải nghiệm các vị Phật khác không vậy, nó có vị Phật cũng hoài thế lớn lao, nhưng mà chúng ta muốn được nhất tâm này thì chúng ta chỉ niệm A Di Đà Phật thôi. Dạ. Giờ Đức Phật còn nói thêm A Di Đà Phật á, ngày trong khi ngày tu á, thì bao nhiêu chư Phật mười phương đều phóng quang đến hộ trì. Nếu ai niệm danh hiệu của ngài thì của ngài có A Di Đà Phật á, thì thập phương chúng sẽ hộ vệ mình. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói đôi khi Thích Ca Mâu Ni thuyết cái ra về vừa xong thì phương đông, phương nam, phương tây, phương bắc, phương trên dưới mỗi phương đều có chư Phật hiện ra đông như các sông Hằng. Nói lời thành thật là chúng sanh các ông phải tin Phật là Phật. Thích Ca Mâu Ni giải nói trong kinh này mười phương sẽ phải hộ niệm cho mấy ông, mình niệm mà ông phải ai ra mà thập phương cho mà hộ niệm. Dạ, quá quý ha. Đó, đi với Phật có thể mà nhớ ai niệm bây giờ, tại vì cái ngày cũng có lòng từ bi cố chúng sanh, nhưng mà cái ngày không có nguyện lực đó, mười niệm mà giáng sanh không có nguyện lực đó, cho nên cứu mình thôi, thì các ông cũng phải nương thần lực Ai Di Đà xuống mình niệm Phật để mà được mình được về. Thế niệm như có Phật khác thì cũng được ngày cứu, nhưng mà cái giáng sanh được lạc thì không có Phật. Vì thì muốn vậy thôi, kiếp mà thì nó muốn A Di Đà Phật mà các ngài thương chúng sinh, cho nên ai niệm A Di Đà thì cái cũng độ cho người đó về luôn, một A Di Đà cứu mà thập phương chư Phật cũng độ luôn. Trong kinh còn nói người niệm nó muốn A Di Đà thì đại chí Bồ Tát, Quan Thế Bồ Tát. Trong kinh nói nếu ai niệm nó bây giờ thì Đức Phật sai 25 đại Bồ Tát thần lực như vậy đó, ngang hàng với đại chí Bồ Tát, Quan Thế Chân Thù Bồ Tát, Hồi Bồ Tát, Di Lạc Bồ Tát, sai 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm hộ vệ mình. Mà giữ đại như vậy đó, nhưng ngang hàng với đại chúng Bồ Tát, Quan Thế Bồ Tát không đó. Ngày đêm hộ vệ mình, nó khiến cho mình lần duyên sâu thêm người thêm hoài người tình đạo. Cho nên niệm một A Di Đà Phật thập phương chư Phật đều độ, niệm một A Di Đà Phật tất cả chư Bồ Tát đều độ, mà Phật cái đều độ, Quan Bồ Tát độ, tất cả đại Bồ Tát đều độ, thì tự nhiên chư thần chư thánh chư tiên thiên long hộ trì tất cả cũng hộ mình luôn, tại vì ông lớn nó hộ trì rồi mấy ông nhỏ cũng hộ luôn. Tại vì do đại vì mấy ông đều thương Phật A Di Đà, kính Phật A Di Đà, cho nên nếu mình niệm A Di Đà thì mình cùng chưa ứng với ông rồi, mấy ông tự nhiên độ mình. Cho nên niệm A Di Đà thì được chư Phật độ, chư Bồ Tát độ, các thiên thần độ. Cho nên thầy có nói câu là vậy, hỡi chư thần mau nới gót theo thầy với chúng khỏi nồng gai đó. Nếu niệm A Di Đà thì theo thầy, thì theo thầy và nương thần của chư Phật, cái ngày cũng ủng hộ mình luôn. Tại vì niệm một mà tất cả đều được. Cho nên trong kinh ấy niệm Mô Mô A Di Đà Phật tức là niệm tất cả chư Phật, niệm A Di Đà Phật là niệm ta bảo thập phương. Đó là vậy đó, cho nên cần nhất tâm niệm một và tất cả rồi đó. Hôm nay chúng ta cái tu chắc vậy đó, chỉ cần tin chắc là tin sâu nguyện là có A Di Đà nguyện bản kiếm này về, còn hành nhất tâm tức là chúng ta chỉ niệm Mô Mô A Di Đà Phật xin giảng sanh thôi, không đổi pháp luôn, không đổi pháp khác. Tại vì nếu phải đổi pháp khác thì công phu niệm Phật nó sẽ ngưng trệ, nhất tâm chỗ niệm Phật thôi. Thì người đã nhất tâm rồi trong cơn mơ họ cũng nam mô gì rồi, tại bình thường họ đã chứng dụng nhất tâm rồi, tinh tư mở rồi thì lâm chung họ thấy cảnh gì rùng rợn đau thương thì nó mô gì rồi thôi, mà của con tu thì
cái gọi là cái cảnh giới bên âm nó thịnh, cho nên có thể gặp những cái tướng của những cái, nó tóm lại là giống như người ma rồi đó. Rồi cho nên mình nói giờ mình trì chú Di Đà, chú Đại Bi hay hoặc là Kim Cang gì đó được không chú? Thôi không được, tại vì nếu mà mình đổi nhiều pháp vô là không nhất tâm. Trong thời gian mình chú ý với việc khác thì mình đã gián đoạn cho Phật A Di Đà. Cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô được trực tiếp. Bây giờ mình hướng về khác là mình gián đoạn cho Phật A Di Đà. Mà A Di Đà là một cái mối lớn lao lượng, mà bỏ mối lớn lao lớn lấy cái nhỏ thì mình lỗ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thập phương chư Phật độ, tất cả Bồ Tát độ, tất cả Long Thọ đều độ, mà thì có ma quỷ nó cũng phải đi ra luôn thôi. Cho nên hôm nay chúng ta niệm A Di Đà Phật, chúng ta thấy ma nó chưa chịu chạy thì tại vì chúng ta niệm chưa chí tâm thì bao gồm lại Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật chí tâm, ba câu là đủ thích gì là nó chạy liền. Đó, mình niệm mà thấy chưa, tại vì chưa chí tâm, quay lại chí tâm thì ba câu là kết quả. Khỏi cần trì chú gì hết, thì có là trì tất cả chú rồi đó. Mình niệm A Di Đà là tất cả chư Phật độ, tất cả Bồ Tát độ, tất cả thiên không lân hoang độ, thì tất cả giáo pháp của Phật thì cũng ở trong cái câu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ai là tu, ngày tu là triệu tải vĩnh kiếp vô lượng a tăng kỳ kiếp, bao nhiêu cũng được gom trong này rồi, thì chú nào cũng ở trong Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Dạ, niệm được tất, niệm A Di Đà Phật là được tất cả. Dạ, yeah, không thiếu gì hết. Bởi vì Phật gọi trải rồi, trong kinh Phật nói là Phật tu triệu tải vĩnh kiếp vô lượng vô tiêu vô biên a tăng nghiệp, có bao nhiêu công đức được cho chúng ta hết. Nhưng ai niệm nó mới vậy, hoặc là tất cắt liền hiểu công đức ngài. Yeah, công đức nào bằng công đức niệm danh hiệu, công đức tu mà Đức Phật là tu triệu tải vĩnh kiếp đến ngày thành Phật luôn, đem hết công đức ai niệm danh hiệu ngày 10 tiếng 1 tiếng thì ăn thành, không về ngày theo không không thành Phật. Như vậy thì công đức của Phật ai về cho mình vô lượng vô biên rồi, cái công đức nào bằng lớn bằng nữa mà đổi gì khác chứ. Dạ, dạ, với Đức Thầy nói là chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, như vậy là một kiếp là 30 năm hay là 10 năm hay là 15 năm hay là 3 năm gì vậy chú? Chú tôi một kiếp là mình đau, bây giờ được nhiều đau xấu rồi ta lại thấy mình hết, nên ông gác niệm Phật, Đức Phật ai đào ai niệm Phật nguyện nhân sinh là về, bắt đầu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì 3 tiếng nó về là cả nhân kiếp rồi đó. Đức hơi là một kiếp, kiếp đức hơi là một kiếp. Còn dạy ra thì mình chưa chết thì suốt đời như vậy luôn. Tức là mệt thì chúng nghĩ, khỏe thì chúng niệm lại, chỉ nhất tâm chỗ như niệm Phật thôi, không có được không phân cái gì khác. Mà muốn phân cái gì khác, người ta nói là niệm Quan Âm, niệm Phật khác này kia cũng được phước có duyên, thì mới đồng thấy có phước không dư lượng đó. Nhưng mà đâu có đức nào lớn bằng công đức A Di Đà. Công đức A Di Đà thể nguyện là niệm 10 tiếng vãng sanh cực lạc, không về ta không là Phật. Thì các Bồ Tát khác, các Phật khác mười phương cũng nguyện độ chúng sanh, mà đâu có nguyện lớn dữ tợn mười niệm không về ta không là Phật đâu. Mà ngài đem hết công đức tu vô liệt này cho mình đó, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tức thì hưởng liền, thì cũng đâu lớn nữa đâu, mình niệm cái khác hơn. Nó trong kinh đồ nói niệm A Di Đà Phật thập hơn, có kinh nói là kinh A Di Đà Phật tức anh ấy. Nếu khi đi thấy người xong thì phương Đông phương Tây phương Nam Bắc mỗi phương đều có chư Phật hiện ra trùm, hiện ra rồi phóng tí lưỡi đó, phóng tí lưỡi rồi trùm tâm thiên đại thiên, thì nói là thật rằng chúng sanh các ông có tin kinh đi là Phật nói, anh ta nói ông tin đi, mười phương sẽ hộ niệm cho niệm A Di Đà Phật, tư Phật chư Phật còn niệm, các Bồ Tát cũng niệm, thì chư kinh giảng khác, chú lời khác cũng ở trong này luôn, thì đâu mất mát gì đâu mà sợ đổi. Vậy là nó hàm chứa hết tất cả những cái những câu chú hàm chứa hết rồi. Rồi Đức Thầy nói là một kiếp Tây Phương hữu là mê đồ dứt cục luân hồi. Như vậy là mình vẫn còn nghiệp mà về tới cảnh giới cực lạc rồi là mình không còn sanh tử luân hồi nữa hả chú? Dạ, ông xem nói ra sao chết được. Cũng như mình qua cái xứ đó rồi, cái xứ mà kêu bằng ở không ăn rồi thì giờ. Ông nói là về cực lạc rồi, về nói đường sinh mạng Phật ta đồng thọ, riêng nhiên bất diệt trường tồn. Tử thần kia đi dám bắt hồn, thất liên diễn khỏi đau khổ tử, không ăn chết chứ rồi. Dạ, còn Phật y thật là muốn chi đủ thứ, y quần áo mình mặc là y, thật là ăn uống trái cây bông xôi bánh trái cái gì muốn là nó hiện ra. Có đũa chén đàng hoàng, toàn là đồ bảy bọc đi đựng đồ bảy báo không à. Ăn xong rồi vừa nói no, vừa nghĩ vừa no thì tự nhiên mâm bát một biến mất khỏi rửa, khỏi dẹp cũng phải như đây. Mất cửa vẫn nấu mệt đó chú. Cho nên thầy nói là cuộc y thật muốn chi đủ thứ, không nhập nhằn ra việc sanh nhai.
trí nhà nhìn cảnh Phật đài khỏi qua khổ, vô cầu quá đắt, không có khổ mà muốn mà không được, không có muốn là không được tiền. Trí nhà nhìn Phật đài hàng ngày mình toàn thấy cảnh vui, cảnh vui, cảnh vui không? Qua xe ăn thuyết pháp mình nghe, chim nói pháp mình nghe, Đức Phật nói pháp mình nghe, các Bồ Tát nói pháp thì nghe, tạo ra cảnh vui rồi. Chứ mình tiến lên quả Phật không? Đó là một phen về là sống hoài mà mau thành Phật nữa. Cái gọi thế gian không, cái gọi không bao giờ chết mà không giờ làm ác, thấy không? Trong kinh nói giả sử tôi được thành Phật, những chúng sanh trong cõi nước của tôi mà không bao giờ nghe một danh từ ác đạo nào, không có thật việc ác. Yeah. Không có là gì có đặc gì hết. Rồi mình lên đó mình ngồi có lúc nào mình giải đãi bị thấu chuyển không chú? Không, Phật nói là sống hoài không chết mà. Hàng ngày cứ tiếng chim nói pháp, rồi tiếng cây coi gió thổi reo rồi tiếng nói pháp, nước chảy reo tiếng pháp. Rồi Đức Phật tiếng pháp và chư Bồ Tát tiếng pháp. Thì mất cái thời gian sai xưa vào Phật pháp còn đâu thời gian làm biết nữa. Đông thời gian thôi như vậy. đâu như giờ ở thế được. Gian là có Đức Thầy mình xuống thế đó. Rồi mình lợi thầy nghe thầy thấy hẳn muốn hàng vạn ớt rồi nghe, có thời gian mà còn nghĩ việc đời nữa không, đâu có nghĩ việc đời. Tiến lên quả Phật luôn. Rồi trong cái hiện tại giờ, bản thân của chú là chú bệnh rồi, chú có buồn không hiện giờ nè, chú bệnh này bệnh kia nè, chú có buồn ngày nay là Đức Thầy nói nay nó bao nhiêu nghiệp thiện kiên cố cả, mặc dù tôi ngồi nhờ quả cách nào vẫn chui lầm vui lòng chịu không nào, chỉ tu một kiếp bước vào này xem, chẳng qua nợ đau khổ thê lương là thiền kiếp này cây thôi. Cho nên là Phật tử không buồn số phận, vì tin nhân quả chẳng hề sai, xưa trọng những cái trái này, nếu không thiếu nợ chạy đến đời mình đau khổ thê thảm mà chẳng qua mình gây, tại vì kiếp nào cái khác mình quên chứ lúc trước mình cũng quậy thế hả, đục người nước. cho nên xưa trọng nó cái đây, nếu không thiếu nợ cho đến đời, tức là không có đau khổ thê lương mà mình không có nợ thì đâu đến đời, mà người ta đến tới đời mình tức là có nợ rồi, thì nó mua gì đâu mãn đạo rồi, đã mãn cái này còn về Tây Phương. Ai gì đâu phải ai niệm Phật mười giáng sanh không về, ngày tháng mà không làm Phật thì mãn kiếp nào, nên là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, ông công niệm Phật rất yên lành. Từ ngày nào con sống đây thì con niệm Nam Mô A Di Đà, để gì? Được tiếp tục hưởng ơn đức Phật ban cho để cho gì? Hòa sen cao phẩm vị, từ hạ phẩm cung phụng thượng phẩm. Dạ. Yeah. Cho nên các bạn sĩ ngày nay là nghiệp trần dai tạo luồng tuôn, muốn đem muốn ra sức trả thì một lần phải hao. Yeah. Nhiều thứ cái nợ rồi đã rồi đừng phải hao cực hao khổ, nhưng mà cái hao cái trả của mình có ai gì đâu bỏ lãnh này, năm lâm chung người ta không gớt thì không nhận lấy chánh giác. Yeah. Là mình vẫn còn nghiệp, nghĩa là mình mang nghiệp đi lên trển luôn hay sao chú? Tại vì thí dụ giờ mình có hơi thở thôi, tại vì nhiều khi như chú nói nãy là một kiếp mình đang thế này, cái mình đang làm công việc tội đi, nói chung mình sát sanh gì đó, cái gần chết rồi, cái có ông sư nào cũng như chú đi đến khuyên thôi, hậu ơi gán được Phật thì con niệm có 10 câu à, con được giảng sanh vậy. Thì cái nghiệp của con nó nhiều quá vậy rồi sao đem ai theo luôn là, hay sao ai giờ rước về Tây Phương, thì khi mà rước về Tây Phương thì nghĩa đâu có theo được, cũng như giờ mình giờ trên bờ người ta bị đánh bị năm người cả trăm mấy ngàn người đúng tưng bừng theo, nhưng mà la làng ông ơi cứu tôi với, có ông đồng từ quê bắt mình ra thảy xuống xuồng đẩy ra sông, rồi mấy cái trăm ngàn nợ đâu có theo, rồi không theo rồi cái nợ mình rồi sao thì thôi mình... chứ sao mình đề cực lạc đất đạo xong rồi chừng nào trở xuống đời tính sao là trả, có nghĩa lên trả anh tu đất đạo mới trở xuống, trở xuống cứu cái tết đó trở xuống thì đương nhiên mình nó đằng nợ nước nào là coi như xuống đây nè, có nhiều người yêu mình, có người ta ghét mình, có người nói cũng dễ thương, có người thấy mặt là không